Xin chào mọi người, hôm nay là mùng 5 tháng 3 năm 2022. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay thì em tiếp tục với những mặt hàng quen thuộc của vùng Công Tâm như là kiều vàng, đại bạch hạc, trúc mành, gấm Thượng Hải, một ít lạm cờ nha mọi người. Và hôm nay em sẽ giới thiệu kiều trước. Kiều vàng thì mỗi hình 90.000, từ hình số 1 đến hình số 10 đều 90.000 nha mọi người. À, đây là số 1. Hình số 1 là cái dề nó to nhất trong 10 hình. Tuy nhiên là vì nó to cho nên là một số cái số ngọn nó bị gãy như thế này. Ở đây thì cái dề này có hai cái ngọn bị gãy nha mọi người. Đó. Nhưng mà cái thân to như thế này thì có khả năng là cho hoa cho mọi người nhé. Đó. Vì có một vài cái thân nó cũng chưa có hoa. Đó. Cái dề này 90.000 ạ. Hình số 1. Rồi em sang hình số 2 ạ. Hình số 2 này, 3 dề này 90.000 nha mọi người. Đó. Đây là kiều vàng thân vuông nha mọi người. Mọi người thấy cái thân nó vuông không ạ? Đây. Đó. Rồi sang hình số 9 đây nha mọi người. Cũng 3 hình 3 dề ạ. Hình số 3. 3 dề này nha mọi người. Đó. Rồi ở đây hình số 4 nha mọi người. Hình số 4 là có 5 dề. 2, 4, 5 dề. Ngắn hơn, nhỏ hơn nha mọi người. Đó, đây. Thân nó như thế này ạ. Ở Công Tâm bây giờ là mùa bắt đầu mùa khô này. Nắng dữ lắm mọi người ạ. Một số lan nó về chưa kịp gì hết, nó đã cảm thấy là nó đã héo rồi. Hình số 5 đây, 50.000 90.000 nhé. Hình số 5 90.000. Ba dề nha mọi người. Đó. Đây. Thân nó rất là vuông này. Dề này có cả cái giớn ở phía dưới nữa nha mọi người. Đây. Em sang hình số 6 nhé. Hình số 6 thì được 2 dề. Đó. Hai dề thân lá rất đẹp nha mọi người. Đó. Thân vuông này. Hình số 7 á, hình số 7 cũng 90.000 ba dề nha mọi người. Đây. 1 dề, 2 dề, 3 dề. Đó, dề này dài hơn nhé. Đây, 3 dề đây ạ. Số 7 nhé. Rồi em sang hình số 8 ạ. Hình số 8, số 9, số 10 là những cái cây nhỏ như thế này thôi nha mọi người. Đó, nhưng mà lá rất đẹp nha. Đó, đây, thân lá cũng khá là đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Đó. Thân mập và rất đẹp. Thân vuông. Rồi đây là số 8 nha mọi người. 2... 5 dề, hình số 8 5 dề. Hình số 9 ạ. 2 4 6 7 dề nha mọi người. Hình số 9 cây nó nhỏ hơn. Đó. Nhìn lá cũng khá là đẹp nhé. Hình số 10. Hình số 10 có 2 4 5 dề. Hình số 10 5 dề nhé. Đó. Cây nhỏ, ngắn. Nếu mà em trồng thì em lại thích những cái cây nhỏ ngắn như thế này. Rồi, tiếp theo đó là ngọc thạch. Ngọc thạch hôm nay có một hình. Hình này 70.000 nha mọi người. Đó, 70.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dề. Cây to mập nữa mọi người. Đó. Ngọc thạch bây giờ nó đang cho mầm và chuẩn bị cho hoa nha mọi người. Rồi, tiếp theo là chính là đại bạch hạc. Thì đại bạch hạc hôm nay em có cả hàng rời và hàng nguyên bản nha mọi người. Từ hình số 1 đến hình số 3 là hàng rời. Đây ạ. Một hình là 100.000 và một hình như thế này là có 20 dề như thế này nha mọi người. Đó, 20 dề có cả lớn cả nhỏ như thế này. Đó. Thì vì nó cũng là một loại lan mini, loại lan nhỏ cho nên kích thước của nó cũng khá là khiêm tốn. Chỉ bằng cái bàn tay như thế này là to là rồi nha mọi người. Cái dề nào mà nó như bàn tay là gọi là dề đại rồi đó. Nó không to lắm đâu. Đấy, hoa nó rất đẹp nhé. Và có mùi thơm nữa. Rồi, đây là số 1 ạ. Số 1 đây nha mọi người. Đó. Số 1 đây. Có một số dề nó vẫn còn dính cái vỏ thông này. Đó. Dính vỏ thông nha. Đây. Em cứ để nguyên như thế này, em không có bấm cái vỏ thông ra.
vì có thể là mọi người thích để dính vào thăm như vậy để em về ghép luôn. Đây là số 2 nha mọi người. Đó, số 2 ạ. Số 2. Cứ một hình là 20 về như vậy nha mọi người. Có cái nhỏ như thế này này. Đó. Em cầm như thế này cho mọi người thấy để mọi người về còn còn biết kích thước của nó nhé. Không bảo em bán cây gì mà nhỏ xíu nữa. Rồi tiếp theo hình số 3. Số 3 nhé. Đó. Đây. Đây, hình số 3 này. Và hình số 4 đến hình số 8 là những cái khúc còn dính trên miếng gỗ như thế, vỏ cây như thế này nha mọi người. Đó. Là những cái khúc còn dính vào cái vỏ thông. Đấy. Như cái loại này nó rất thích mọc trên cây thông ấy, là hầu như là thấy toàn là vỏ thông thôi. Loại này rất thích mọc trên cây thông này. Đấy. Hình số 4 là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 khúc nha mọi người. Khúc nhỏ nhỏ như thế này nha mọi người. Đó. Rồi, hình số 5. Hình số 5 thì có 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 6 khúc. Và có khúc to hơn một tí. Đây, to hơn nha. Đó. 100.000 một hình như thế này nha mọi người. Cái này rất ú nha. Rồi, hình số 6 ạ. À. 6 2 4 6 8 9 9 cây nha mọi người. Đó, 9 cây. Chín cây nhé. Hình số 7. Hình số 7 2 4 6 8 cũng 9 cây nha mọi người. Hình số 7 cũng 9 cây. Chín cây nhé. Hình số 8 2 4 6 8 10 12 12 4 6 8 10 12 14 cây nha mọi người. Vì hình số 8 nó có cả những cây chút xíu xíu như thế này nên là nó nhiều khúc hơn, nó nhiều cái cây hơn. Đó. Cây nhỏ xíu như thế này nhé. Hình số 8. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người một loại lan cũng khá là hay nha mọi người. Đó chính là lọng cờ. Đấy, đây nó đang ra hoa như thế này nha mọi người. Cái cánh hoa của nó mỏng như một chiếc lá vậy mọi người ạ. Đó, nó có màu màu đỏ cam rất đẹp nhé. Đó. Và cái hình này là 100.000 nha mọi người. Đó. Thuộc là những cái loại lan sưu tầm cho nên là giá nó cũng hơi cao nhé. Với lại là lan bữa nay á tăng giá rất là chóng mặt nha mọi người. Em lâu rồi không bán, giờ bán lại cũng cảm thấy sốc ấy. Tại vì giá lan tăng lên gấp đôi. Rồi. Hình số 1 100.000. À, có một hình thôi, hình này 100.000 nhé. Rồi tiếp theo đó là nguyên bản hạt vĩ nha mọi người. Hạt vĩ thì bây giờ là nó đang có nụ hoa ấy. Cái khúc này là 150 nhé. Nó có những cái thân có hoa này. Đấy, một thân hoa này, hai thân hoa này, ba thân hoa này. Thân này là cũng thân hoa nhưng mà thấy hai cái kỳ lên này. Và ở dưới gốc thì cũng đã lên mầm tơ rồi nha mọi người. 150 nhé. Cái lần số 1, lần số 2 là 80.000. Khúc giờ cái khúc này nó nhỏ hơn. Nó cũng có hai góc nhưng mà nó nhỏ hơn nha mọi người. Nó được một thân hoa và thân này là cũng là thân hoa mà chưa có nụ hoa này mọi người. Đó, đây. Đây khắp cái khúc này 80.000 nhé. Tiếp theo đó chính là gấm Thượng Hải mọi người ạ. Gấm Thượng Hải thì hôm nay em có hai hình thôi và nó cũng thuộc dạng lan sưu tầm nha mọi người. Và mỗi hình là 100.000. Đây, gấm Thượng Hải này. Đây là khúc nguyên bản, đây là hình số 1 nha mọi người. Đấy, nguyên một khúc như thế này. Và hai cái nhánh rời như thế này nhé. Đó. Cái nhánh này nó có vài cái lá gãy nha mọi người, nó đã gãy sẵn ở trong rừng rồi á. Và thì ở hình số 1 là có ba nhánh rời và một cái khúc nguyên bản như thế này. 100.000. Rồi hình số 2 thì có ba nhánh to và đẹp như thế này nha mọi người. Đó.
ba nhánh to và đẹp như thế này nhé. Gấm Thượng Hải mà nhánh to như thế này là rất là quý nha mọi người. Đó, đây. Cầm lên cho mọi người xem nhé. Đó. Đây, gấm Thượng Hải nó chứ không phải là những cái loại khác nhé. Thường có một loại mà người ta hay nhầm nó là gấm Thượng Hải. Gấm Thượng Hải thì bản lá dày và cứng nhé. Và cái này là 100.000 hình số 2 ạ. Đó. Tiếp theo là trúc mành, cũng là một loại lan đặc biệt của vùng Kon Tum và cũng là cực kỳ quý hiếm luôn. Quý hiếm ở thứ nhất là cái đặc hữu của nó này. Thứ hai là nó có cái hoa đẹp và dáng cây cũng đẹp luôn. Đó. Đây, mỗi hình là 150.000 nhé. Đấy, lan bữa nay giá lan nó rất là cao rồi cho nên là nó cũng cao lên một tí so với năm ngoái nha mọi người thông cảm tại vì giá cả bây giờ nó như vậy rồi. Hình số 1 150.000 ạ. À. Một hình như thế này mọi người ghép được một cái khúc cây thôi mọi người ạ. 150.000 nhé. Đấy. Trúc mành Kon Tum thì nó mập to như sâu chuỗi vậy. Khúc như thế này. Rồi hình số 2 nhé. Đây hình số 2 đã. Đó, hình số 2 đây nha mọi người. Rồi sang hình số 3. Cứ mỗi hình là 150 nha mọi người. Đây hình số 3 đây. Số 3 đây nhé. Rồi em quay sang hình số 4. Đây hình số 4 đây ạ. Mùa này cũng là mùa chuẩn bị cho hoa này. Đấy, một vài cái lá nó sẽ vàng và rụng đi nha mọi người. Mùa này cũng là mùa hoa của nó, chuẩn bị cho hoa đó. Rồi. Em đã quay xong tất cả các loại lan của kênh em tối nay rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại của em là 0938203714. Em là Sa ở Kon Tum và ship COD toàn quốc nha mọi người. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo ạ.